Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay một cái địa điểm rất lịch sử đối với nước Đức cũng như đối với châu Âu. Ở đây chính là cái nơi vào năm 1961, một bên phía bên sau chúng tôi bên kia đó là những chiếc xe tăng của Liên Xô dàn ra, và bên này chỗ chúng tôi đứng là những chiếc xe tăng của Mỹ và các nước đồng minh. Bởi vì khi nước Đức đã ngăn thành hai nơi, tức là họ xây những cái tường ở đây, thì năm 61 cái điều đó đã gây ra một cái sự căng thẳng rất lớn đối với cả hai nơi, hai nước, đó là Mỹ và các nước Liên Xô trước đây. Cũng trong cái thời điểm này tại Hồng Kông cũng đã xảy ra cái sự việc rất quan trọng, đó là việc có thể là chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ điều những cái chiến xa, những cái xe thiết giáp và quân của quân đội nhân dân Trung Quốc đến để đàn áp những người biểu tình ở Hồng Kông. Và cụ thể, và các bạn có thể xem hình ảnh hôm nay thì có thể thấy một cái kịch bản có thể sẽ rất rùng rợn diễn ra ở Hồng Kông. Đây là những hàng trăm chiếc xe mà do phóng viên AFP và những cái phóng viên tại đó họ ghi nhận được. Những chiếc xe này chở đầy quân của Trung Quốc, quân đội Trung Quốc, và những chiếc xe thiết giáp này là dùng để chuyên để đàn áp những cuộc biểu tình hoặc là trấn áp những cái bạo loạn mà theo như Trung Quốc vẫn hay thường sử dụng. Và hàng trăm chiếc xe này đã được ghi nhận và đang hiện nay đang đậu xung quanh một cái sân vận động ở Thẩm Quyến. Thì đây các bạn thấy cái hình ảnh như vậy, và những cái thông tin chi tiết thì các bạn có thể tìm hiểu trên những cái trang tweet hoặc là những trang truyền thông quốc tế ở nước ngoài. Nhưng ở trong nước thì những hình ảnh này đã không được đăng tải một cách đầy đủ và chi tiết như người dân Việt Nam yêu cầu. Và nghiêm trọng hơn, ngày hôm nay một cái phóng viên của đài truyền hình Đức cũng đã ghi nhận được một bức ảnh vệ tinh chụp từ trên cao xuống cái sân vận động của tại Thẩm Quyến. Thì ở trong cái sân vận động này các bạn thấy rất rõ là chứa đầy những chiếc xe tải để chở quân của Trung Quốc cũng như là những chiếc xe thiết giáp đậu ở trong cái sân vận động này, và tôi đưa sát vào để các bạn có thể nhìn thấy. Rất nguy hiểm, bởi vì từ Thẩm Quyến cho đến Hồng Kông thì một cái quãng đường đi rất ngắn, mà chỉ như những cái tướng lĩnh trong quân đội Trung Quốc nói là chỉ có 10 phút thôi thì họ có thể sang được Hồng Kông để họ đàn áp được những cái cuộc biểu tình đó. Và những chiếc xe này đang chở quân và ám ở đây rồi. Đây các bạn thấy. Và sau khi cái video được phát ra thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những hình ảnh này để các bạn tìm hiểu thêm những thông tin cụ thể nhất và biết cái tình hình thực tế đang diễn ra thế nào ở Hồng Kông. Và ngoài ra bên cạnh đó thì có những cái tướng lĩnh của Trung Quốc và những cái thông tin truyền thông của Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc có đưa ra rằng là họ chỉ cần sau 10 phút thì họ sẽ có mặt ở Hồng Kông để đàn áp để những cái người biểu tình, và họ chọn nói rằng đấy là những cái người mà nổi loạn hoặc là những cái người bạo loạn gây bạo loạn. Đây là hình ảnh cụ thể các bạn có thể thấy của những hãng thông tấn nước ngoài họ đã đưa và ghi rất rõ là cảnh sát vũ trang Trung Quốc biểu dương lực lượng sát Hồng Kông và đối mặt với người dân Hồng Kông cương quyết không lùi bước. Bắc Kinh tiếp tục diễu võ dương oai. Hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2019, một số đơn vị có thể là cảnh sát vũ trang đã diễu hành tại một sân vận động ở Thẩm Quyến chỉ cách Hồng Kông 7 cây số. Đại sứ Trung Quốc tại Anh tuyên bố nếu tình hình vượt qua vòng kiểm soát, Bắc Kinh sẽ không để yên. Thì đây là cái hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo ở trên những cái trang truyền thông ở nước ngoài, và điều đó phải nói lên rằng là chính phủ Trung Quốc sẽ cương quyết tìm mọi cách để đàn áp cái cuộc biểu tình của những người dân Hồng Kông này, và điều đó là rất nghiêm trọng, bởi vì Trung Quốc đã từng làm cái điều này từ những năm 1989 trong cái vụ sự kiện là tại quảng trường Tiananmen mà các bạn có thể chứng kiến trên nhiều phương tiện truyền thông của quốc tế. Nhưng ở trong nước Trung Quốc thì không được đưa tải những thông tin này, thậm chí bị giấu giếm. Và đây là hình ảnh rất rõ của những chiếc xe tăng của quân đội Trung Quốc đã làm cái điều này ở Tiananmen, và họ đã tàn sát hàng nghìn sinh viên và người dân Trung Quốc biểu tình ở trước cửa Tiananmen một cách hết sức dã man. Và rất là nhiều những hình ảnh ghi chép được của các phóng viên quốc tế cũng như của những cái phóng viên những cái nước châu Á xung quanh đã đến để đưa tin, và các bạn có thể tham khảo ở trên mạng truyền thông. Thì hiện nay những chiếc xe bọc thép tương tự như vậy đang đỗ ở Thẩm Quyến và sẵn sàng bất cứ lúc nào đợi lệnh của Tập Cận Bình là có thể tấn công vào Hồng Kông và để tìm cách đàn áp, đẫm máu những cái người biểu tình ở đây. Và trong thời gian qua, cả tháng qua các bạn cũng đã biết rồi là tại Hồng Kông đã xảy ra cái việc mà người dân biểu tình chống cái dự luật dẫn độ do cái quốc hội nước này đang định đưa ra xem xét. Nhưng điều đó sẽ rất nguy hiểm và tai hại đối với người dân, bởi vì khi những cái người nói bất đồng chính kiến ở Hồng Kông họ nói lên điều gì mà không đúng ý với cả Trung Quốc thì có thể sẵn sàng bị bắt và dẫn độ sang Trung Quốc để xét xử, hoặc
là những cái người mà đi ở nước khác đến Hồng Kông một thời gian nào đó, và nếu mà họ có những cái mâu thuẫn hoặc là chính quyền Trung Quốc không muốn những cái người này được đi tiếp thì họ có thể giữ lại và bắt giữ cũng như là đưa sang Trung Quốc để xét xử. Thì điều đó rất nguy hiểm, và đã xảy ra cái việc mà hàng trăm nghìn người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình, và những cuộc biểu tình đã diễn ra hàng tháng nay làm tê liệt nhiều cái hoạt động ở Hồng Kông, mà thậm chí cả sân bay quốc tế Hồng Kông cũng không thể hoạt động được. Thì đấy là cái điều mà các bạn có thể tham khảo thêm một cái thông tin đầy đủ ở trên những cái trang truyền thông quốc tế như Đài Tiếng Hoa Kỳ, Đài FAFI, trên trang Thời báo.de và BBC, cũng như là nhiều hãng truyền thông thông tấn quốc tế khác. Nhưng những thông tin như thế này thì các bạn sẽ thấy không đầy đủ ở trong những cái báo truyền thông ở trong nước đăng, vì có lẽ họ đã bị kiểm duyệt. Đây hình ảnh các bạn thấy biểu tình. Và hiện nay giờ đây thì những cái người biểu tình đang tìm mọi cách để chống lại cái việc mà áp đặt của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với cái nơi mà hiện nay đang trong cái quá trình chuyển tiếp về Trung Quốc đại lục. Và cụ thể là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông Tập Cận Bình, luôn luôn là cái người có bàn tay sắt đối với tất cả những cái cuộc xuống đường biểu tình tuần hành hoặc phản đối Trung Quốc bất cứ lý do gì, thì ông ta luôn luôn tìm mọi cách là chấn áp và đàn áp một cách rất là mạnh tay. Và cụ thể nhất là những cái người mà tại những cái vùng hẻo lánh và những cái dân tộc thiểu số hoặc là những cái tôn giáo khác cũng đã đang bị đàn áp rất dữ dội ở đây. Và hình ảnh chúng ta thấy ở trên mạng truyền thông quốc tế rất rõ là Phật giáo Tây Tạng bị đàn áp. Đây là những người sư của Tây Tạng đã bị Trung Quốc đưa quân đội, đưa cảnh sát đến đàn áp và chấn áp rất dữ dội, và phá những cái cơ sở thờ tự của họ cũng như những cái nơi viện nghiên cứu của Phật giáo mà có hàng trăm năm nay, hàng trăm năm nay rồi. Thì những cái người này bị đuổi ra ngoài đường và bị đánh đập cũng như bị bắt giữ rất nhiều, và tất nhiên họ không có bất cứ một vũ khí gì cả. Và những cái người mà an ninh của Trung Quốc họ sẵn sàng dùng gậy gộc và dùng tất cả những phương tiện khác để đánh những người này. Và các bạn có thể thấy hình ảnh đây. Và cũng như các bạn đã biết, từ năm 1997 thì Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc. Cái quá trình chuyển tiếp sẽ diễn ra trong vòng khoảng 50 năm để đến khi mà sát nhập hoàn toàn vào Trung Quốc. Thì hiện nay vẫn đang trong cái quá trình đó, mới đi được nửa chặng đường. Nhưng người Hồng Kông đã cảm thấy cái hạn chế tự do ngôn luận, cái mất tự do đội của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với họ, cho nên họ đã liên tục biểu tình. Và cái điều đấy gợi cho chúng ta nhớ lại những cái hình ảnh trước đây, khi mà ông thống đốc Christian Patten trong lễ hạ cờ Anh để về nước vào năm 1997, thì ông là cái người điều hành và quản lý Hồng Kông. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy, lúc đó là vào năm 1997, ông ta đã hạ cờ và nhận cái cờ này để đưa về Anh và chính thức là trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Và cho đến nay thì rất nhiều cái vụ việc đã diễn ra ở Hồng Kông mà nhà cầm quyền Bắc Kinh không mong muốn. Chính vì vậy họ đã tìm mọi cách họ đàn áp cái tiếng nói ở Hồng Kông, và đã xảy ra cái việc những cái người biểu tình Hồng Kông bị những cái người cho rằng là mật vụ của Trung Quốc trà trộn sang Hồng Kông để đánh đập họ. Đấy là những người mặc áo trắng và những cái người mà bằng nhiều hình thức khác nhau để đàn áp người dân Hồng Kông. Và không phải chỉ như vậy mà Trung Quốc hiện nay đang còn tứ bề thọ địch, có nghĩa là cái cuộc chiến thương mại với Mỹ, rồi vấn đề Biển Đông, đàn áp người dân tộc thiểu số hoặc đàn áp tôn giáo, và bây giờ thì đến Hồng Kông. Thế thì tức là đối với Trung Quốc, cái thời điểm này là rất khó khăn và rất quan trọng với Trung Quốc, vì khi xung quanh Trung Quốc đấy là những cái cuộc chiến thương mại rất dữ dội của ông Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình liên tục diễn ra. Và gần đây nhất là các bạn thấy ông Donald Trump đã quyết định là sẽ đánh thuế trong tổng số tiền là 300 tỷ hàng nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc, thì sẽ đánh thuế 10%, cái số lượng thuế sẽ đánh vào cái mặt hàng này, và trước đó thì đánh thuế rất nhiều rồi, và ông đe dọa tiếp tục có những hành động khác nữa, và cũng như là cấm những công ty công nghệ của Mỹ xuất khẩu những cái kỹ nghệ hàng đầu sang Trung Quốc, và cái điều đó gây hại cho Mỹ, an ninh quốc gia Mỹ. Cho nên cái cuộc chiến này đang còn rất lâu dài và làm cho cả thế giới điên đảo và khủng hoảng rất lớn trong cái việc mà xuất khẩu của Trung Quốc và cũng như là của nhiều nước khác nhau. Và Việt Nam của chúng ta thì sao? Cũng nhân cơ hội này, khi mà Trung Quốc đang phải đối phó một lúc với rất nhiều mặt trận khác nhau và họ luôn tục
có những hành động khiêu khích và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong cả cái thời gian vừa qua, đó là bãi Tư Chính. Họ đưa tàu Hải Dương 8 cùng những tàu kiểm ngư và những cái tàu dân quân của Trung Quốc có lúc lên đến 80 chiếc để tuần tra xung quanh cái khu vực thêm đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính, và nơi mà Việt Nam đã có chủ quyền từ rất lâu ở cái vùng biển này. Và Việt Nam chúng ta thì thực tế về tiềm lực quốc phòng thì cũng không nhiều bằng Trung Quốc, bởi vì nước Trung Quốc họ rất lớn, với hơn 1,4 tỷ dân thì cái số lượng dân đã đông, và ngoài ra thì cái phát triển kinh tế của họ cũng rất lớn, rất nhiều. Họ sản xuất được cả máy bay, sản xuất được cả xe tăng, sản xuất được tên lửa, có vũ khí hạt nhân, và thậm chí họ có cái công nghệ vũ trụ cũng rất phát triển, và bây giờ là đồ điện tử và tất cả những đồ khác, gia dụng khác mà Việt Nam vẫn thường phải nhập từ Trung Quốc, hoặc là có cái thị trường Trung Quốc cũng là một cái điều rất quan trọng đối với các doanh nghiệp của Việt Nam xuất khẩu. Bất cứ lúc nào Trung Quốc khi không mong muốn Việt Nam và khi Việt Nam không làm theo điều họ yêu cầu, thì họ có thể gây sức ép bằng cách là chặn hàng rào thuế quan, hoặc là đánh tăng thuế, hoặc là cấm nhập một số mặt hàng nào đó. Thế là người dân, nông dân Việt Nam và những người nuôi trồng thủy hải sản thì sẽ bị thiệt hại nặng nề, bởi vì những mặt hàng đó không thể bán được cho ai, và rất nhiều những cách khác. Mà cụ thể nhất là cái gần đây là Trung Quốc liên tục khẳng định cái chủ quyền của họ ở đường chín đoạn, là Việt Nam gọi là đường lưỡi bò, và họ cương quyết đưa tàu ra để đâm phá những cái tàu cảnh sát biển Việt Nam cũng như tàu của ngư dân Việt Nam. Và Việt Nam chúng ta thì lực lượng hải quân rất mỏng và nhỏ, không thể bằng Trung Quốc, cho nên Việt Nam cần phải tìm những cái đối tác, cần phải tìm những cái người để cái nơi có thể đủ tin tưởng và đủ sức mạnh để hợp tác, để cùng nhau bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam cũng như là cái quyền tự do đi lại, tự do hàng hải và tự do hàng không ở biển Đông. Và điều đó dẫn tới Việt Nam cần phải kết thân và có những quan hệ tốt hơn với Mỹ. Mà cụ thể chúng ta đã thấy rất rõ là hình ảnh của những cái lãnh đạo Việt Nam như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có lần gặp, gần đây đã gặp ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, và các bạn thấy rất rõ rằng là ngay cả bà Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam có nhìn lên rất vui, và bà ta có vẻ rất ngưỡng mộ ông Donald Trump. Thế vậy tại sao chúng ta không thể hiện cái sự ngưỡng mộ này một cách hết sức thoải mái mà phải giấu giếm? Chúng ta hãy thể hiện cái điều mà những cái nước văn minh này khi mà họ muốn họ giúp thì các bạn thì chúng ta phải hợp tác hết sức chân thành và trung thực, cũng như là phải cải cách cái thể chế Việt Nam để cho nó trở nên dân chủ và tự do hơn, và tự do báo chí, tự do biểu đạt, thì điều đó thì mới có sức mạnh, đưa sức mạnh đến cho các doanh nghiệp Việt Nam, cho đất nước Việt Nam có thể sánh vai các cường quốc Nam Châu và thoát khỏi cái ảnh hưởng, cái khống chế của Trung Quốc để tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019 tại Berlin, và chúc các bạn một buổi tối an lành, cũng như các bạn hãy bình luận và gửi những cái thông tin và cái yêu cầu vào sau cái phát hình lần này để chúng tôi có thể tìm và cung cấp cho các bạn những thông tin nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn.